Ban Bí thư chuẩn bị phương án thay thế nhân sự khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ốm kéo dài. Thông tin từ một cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết hôm nay, 19 tháng 4, có khả năng thay đổi nhân sự nếu sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể phục hồi trong thời gian tới. Trong lúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não, chưa thể phục hồi trở lại làm việc trong thời gian tới, toàn bộ lịch làm việc tiếp đón các đoàn khách cấp cao tới Văn phòng Trung ương Đảng được chuyển giao cho Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đảm nhận và thực hiện. Lịch đặt mới chưa được phê duyệt cho tới khi có kết luận chính thức từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương về sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng. Tại Phủ Chủ tịch nước, các phòng ban vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên những cuộc tiếp đón đã lên lịch trước đó đã phải hủy bỏ, hoặc chuyển cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện. Điều duy nhất vẫn duy trì theo kế hoạch là gửi các điện mừng hoặc chia buồn tới các quốc gia khác trên thế giới. Trường hợp xuất huyết não đột ngột của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay cũng tương tự như hồi năm 1989 khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sang dự kỷ niệm 40 năm thành lập nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Lúc đến Berlin, ông cũng bị tai biến mạch máu não dẫn đến méo mồm và phải nằm lại điều trị nhiều tuần lễ tại Đức. Gần đây nhất, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng bị chứng bệnh về thần kinh, phải nghỉ công tác giữa nhiệm kỳ, cho đến nay ông vẫn chưa hồi phục. Một doanh nhân lớn đầu tư tại Việt Nam hôm nay cũng lo lắng chia sẻ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mà lâm trọng bệnh thì rất gay, để lại một khoảng trống quyền lực lớn nhất tại cơ quan đảng và nhà nước. Nếu không sắp xếp ngay được nhân sự, thì tranh giành phe phái sẽ diễn ra khốc liệt. Các nhà đầu tư từ nước ngoài đang rất lo lắng cho sự an toàn kinh doanh của mình tại Việt Nam. Cũng trong ngày 19 tháng 4, nguồn tin từ nhiều hãng thông tấn lớn trên thế giới cho biết thêm, cách đây nhiều ngày, chúng tôi đã hỏi chính phủ Việt Nam về thông tin sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng, nhưng đến tận hôm nay, 19 tháng 4, vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc thay đổi nhân sự Tổng Bí thư phải thông qua Bộ Chính trị với chức danh Chủ tịch nước, phải thông qua Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quý vị vừa nghe qua bài của Lê Anh Thời báo.de qua phần trình bày của Ý Nhi. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem và chào tạm biệt.